Nếu như các bạn đã ân hạn hoặc các bạn đã nợ tiền một cái bài quảng cáo nào đấy, thì khi mà các bạn lên một cái tài khoản mới, cái điều ưu tiên khi lên tài khoản mới đó là hãy lên một bài viết mới để chạy quảng cáo. Ưu tiên lên một bài viết mới để chạy quảng cáo. Thì nó sẽ quét được chúng ta là gì? Cái thứ bảy, nó quét được chúng ta là gì? Nó sẽ quét được chúng ta là gì các bạn? Thứ bảy, đó là nó sẽ quét được nội dung của chúng ta, nội dung bài quảng cáo. Thì các bạn hình dung này, nội dung bài quảng cáo này nó sẽ biến thành một chuỗi ID post, và Facebook nó sẽ quyết định là cái chuỗi ID post này bình thường hay bất thường. Giả sử như nó quyết định rằng là cái chuỗi ID post này đang nợ. Các bạn dung ạ, cái chuỗi ID post này có rất là nhiều tiền chạy quảng cáo mà nợ. Những anh em nào ân hạn ấy, anh em nào đây đã từng được ân hạn chưa? Gõ mình số 1 với. Giúp mình, đã từng ân hạn, gõ mình số 1. Ok, những anh em đã từng ân hạn thì có phải là các bạn đang chạy quảng cáo vào một bài viết nào đấy, đúng không? Một chuỗi ID post. Một chuỗi ID post, và sau khi cái bài đấy đã được ân hạn và các bạn bắt đầu quên trả tiền bởi vì các bạn được ân hạn, mà giả sử nó ân hạn các bạn 100 triệu chẳng hạn, thì anh em mình một là phải trả 500 triệu, hai là anh em mình trả 50 triệu cho dòng họ nhà mình là con cung tiến nên có dòng họ 50 triệu, và để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trong dòng họ nhà mình đấy, còn 50 triệu bạn cất về túi. Việc nào có ý nghĩa hơn anh em nhỉ? Thường là anh em sẽ nộp 50 triệu cho dòng họ hoặc là nộp 50 triệu cho vợ mình, đúng không các bạn? Cái việc đấy có ý nghĩa hơn là việc trả tiền cho Facebook. Cho nên các bạn sẽ không trả tiền, thường là như thế. Nói chung là mình không trả đâu. Trừ khi là cái tài khoản mình nó chi tiêu quá nhiều thì mình bắt buộc phải giữ nó. Đúng không các bạn? Thế thì cái chuỗi ID post này nó mà nợ. Thì từ vừa sau trở lên, từ sau khi ID này nợ thì suy ra là tỷ lệ lên chiến dịch vào bài này bị vi phạm chính sách cực cao. Các bạn hình dung ạ, các bạn gặp trường hợp này không bạn? Có nghĩa là cái bài quảng cáo mà các bạn đã được ân hạn vào đấy rồi và các bạn không trả nợ, và về sau các bạn lên cái tài khoản mới, các bạn chạy luôn vào cái bài viết đấy thì thấy nó báo bị vi phạm chính sách luôn, nhưng mà nó cũng không nói là vi phạm chính sách gì. Các bạn đúng không ạ? Nó không hề nói với các bạn là các bạn vi phạm chính sách gì cả. Bởi vậy cho nên là nếu như các bạn đã ân hạn hoặc các bạn đã nợ tiền một cái bài quảng cáo nào đấy, thì khi mà các bạn lên một cái tài khoản mới, cái điều ưu tiên khi lên tài khoản mới đó là hãy lên một bài viết mới để chạy quảng cáo. Ưu tiên lên một bài viết mới để chạy quảng cáo. Trong tất cả các cái tút trích để hướng dẫn cái việc là lên tút trích cái việc là lên cam ấy, hầu như mọi người đều hướng dẫn là đầu tiên mình phải gọi lên cam mồi. Thế nào là gọi là lên cam mồi? Lên cam mồi chính là việc bạn tạo một bài quảng cáo mới mà chưa từng xuất hiện trên Facebook mà không vi phạm chính sách, để cái tài khoản đấy nó sống đã. Sau khi cái tài khoản đấy nó sống rồi thì bạn mới quay trở về chạy lại những cái bài viết mà có tỷ lệ ra đơn cao của các bạn. Các bạn phải phân biệt rất rõ điều này để tránh cái trường hợp là anh em mình bị lên lên một tài khoản mới, xong anh em chạy luôn vào bài cũ và anh em không biết rằng cái bài đấy nó có bị vi phạm chính sách gì hay không. Hình dung các bạn. Đây. Trong quy trình xét duyệt quảng cáo Facebook, các bạn chú ý phần này nhé. Đây, các bạn chú ý phần này này. Trong quy trình xét duyệt quảng cáo Facebook, 5 yếu tố sẽ được xét duyệt bao gồm những gì? Một, nội dung văn bản. Đây. Nội dung bài quảng cáo sẽ được làm chuỗi ID post. Như vậy khi mà cái ID này nó bị đánh giá là xấu thì từ sau bạn cứ lên vào nội dung bài quảng cáo này sẽ bị đánh giá là xấu. Thậm chí cái nội dung bài quảng cáo này này nó cũng bị quy trình thành một chuỗi ID. Cho nên lần sau bạn cứ chạy cái nội dung tương tự, giống giống mà nó nhận định là giống là một,
thì nó cũng sẽ vội hóa. Bởi vậy cho nên nếu như mà cái nội dung quảng cáo của bạn mà chạy mà đã bị vội hóa rồi, thì một cái việc bắt buộc là bạn cần phải lên cái nội dung quảng cáo mới, trông nó không giống cái nội dung quảng cáo cũ, thì bạn mới được xét duyệt và tài khoản quảng cáo bạn mới được phân phối. Cái điều này với những anh em chạy quảng cáo thời trang hay là chạy hàng sạch ấy, thì sẽ thấy đây là một điều rất là vô lý, và mình dặn cái điều này nghe nó hơi hư cấu. Nhưng mà những anh em nào mà chạy hàng viện chính sách thì sẽ rất hiểu điều này. Có anh em nào chạy viện chính sách đây không ạ? Các bạn có anh em nào chạy viện chính sách đây không ạ? Có. Ok. Như vậy có phải những anh em chạy hàng vi phạm chính sách, khi bạn đã bị vô hiệu hóa một cái nội dung, ví dụ bạn chạy cái ảnh này bị vội hóa, và bạn chạy cái nội dung văn bản này bị vội hóa, thì lần sau khi bạn lên đúng cái hình ảnh đấy và cái nội dung văn bản đấy, thì tỷ lệ bạn bị vô hiệu hóa tiếp là cực cao, đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Tỷ lệ bị vô hiệu hóa tiếp là cực cao, đúng chưa anh em? Như vậy các bạn phải hình dung là cái nội dung bài quảng cáo nó sẽ bị mã hóa. Các bạn lưu ý đây nhé, tại sao mình phải điền riêng một cái phần này ở đây để các bạn hình dung, chứ không phải là mình nói gì, là bởi vì đây là có phần mã hóa. Các bạn phải quan tâm đến cái phần mã hóa này. Và nó sẽ vô hiệu hóa theo chuỗi sau khi nội dung sau khi được mã hóa. Cho nên ở đây khi mà anh em mình làm mà đã bị vội hóa rồi, điều đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Lên nội dung mới.